Vào đi, vào đi. Cường đâu? Lên đi. Mày trèo cây giỏi mày lên đi, tao ở dưới canh chừng cho. Mày hâm à? Người mày bể như này mày trèo lên là hợp lý rồi, tao lên được gãy cây à? Mày khôn thế, nhanh lên ông chủ về chết cả nút bây giờ. Thế mày ở dưới canh chừng cho cẩn thận đấy. Ừ, mày làm sao tao chịu trách nhiệm được chưa? Cứ lên đi. Sao mày nặng thế? Quả dừa này nhiều nước vãi. Ê Khánh ơi đỡ này. Ê đây, thả đi. Ui trời. Thằng kia đợi tao. Mày cứ vô đập trong đi, tao đi gọi viện trợ ngay. Cái gì thế nhở? Cái gì mà chó ăn um lên đấy nhở? Con lợn này mày dám ăn chỗ bưởi của tao à? Thằng kia mày có giỏi mày xuống đây tao tha luôn cho. Ông nói khôn nè, cháu xuống để làm điểm tâm cho cậu vàng à? À được rồi, có giỏi mày cứ ở trên đấy đi. Ui chết rồi, toang rồi. Mẹ cứu thằng bạn con gái. Thằng nào? Thì thằng Cường tí hon bên nhà bà Mây ấy. Nó đang bị nhốt ở trong vườn nhà ông Cảnh kìa. Theo kinh nghiệm đọc đắc nhân tâm của tao thì gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Nhưng mà con chỉ có thằng bạn thân đấy thôi. Mày có mẹ mày, bố mày, anh trai mày, thế thôi. Những thằng khác không cùng một dòng máu thì sao hả mẹ? 1 triệu. Đã thế con không cần, con tự đi cứu anh em con. Tôi có cần phải ra tay không bà? Cứ bình tĩnh quan sát, đợi lệnh của tao. Vâng ạ. Đứng im, công an thôn này đề nghị ông Canh lập tức thả người. Thằng tối nhà tôi nó nghỉ việc trên thôn rồi à? Tôi vừa nhận được tin báo xong, đề nghị ông lập tức hợp tác. Nhưng mà thằng này ăn trộm. Đâu, thằng nào ăn trộm bưởi nhà mình bố? Anh cũng là đấy. À,